Vậy thì bây giờ đến tội đó làm sao cô bác anh em dùng đạo? Mà mình hối là muộn mạng. Vậy là đến tội nào? Vậy thì bây giờ quý vị mình được biết cái thân con người chúng ta còn phước là sống, hết phước là tiêu mạng. Giống như cái đèn có dầu là còn cháy, mà hết dầu là tắt, đúng không? Nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết là đấng là chốn âm ti ngô đầu mã diện, đang trong ngày tới số bắt hồn, cõi âm thần bệnh xá dịch ôn, chờ mãn phước ra tay bẻ hỏng của bác anh em cho đồng đạo. Hết phước tiêu phải không? Thì bây giờ đến chỗ hết phước đó là tiêu, tất nhiên là đó là chúng ta coi như là đến tội rồi mới hối muộn màng. Đâu chứ ngon đâu rồi. Kính thưa tổng thể quý vị và chư quý đồng đạo, vừa qua quý vị đã lắng nghe cái đề tài thứ nhất. Đến phần câu hỏi thứ hai, trân trọng kính mời cô Huệ ở gần chùa Tân Thành đến đầu máy để hỏi trực tiếp cho Thư Phương giải trình để chúng ta cùng nghe. Vậy trân trọng kính mời. Đây, kể nghe. Đọc đi, đọc đi. Hả? Đọc đi. Không, đâu có biết chữ đâu. Thì sao? Kính thưa toàn thể quý vị, cô Huệ hỏi Thư Phương 4 câu. Mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới lực nghe kinh trọng Phật. Bốn câu này xin trân trọng kính mời đồng đạo Thư Phương giải trình cho đồng đạo chúng ta cùng nghe chung. Vậy trân trọng kính mời. Vậy mời quý vị ủng hộ cho một tràng pháo tay. Nam mô A Di Đà Phật. Chân thành cảm ơn tràng pháo tay vang dày với sự ủng hộ cho tinh thần Phật Pháp. Và tiếp theo có tiêu đề thứ hai mà được đồng đạo nêu lên trong bốn câu giảng của tổ thầy. Và trong bốn câu giảng đó là mau thức tỉnh tu thân kẻo trễ, đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đại trà. Thưa chưa quý vị, qua bốn câu giảng mà được đồng đạo nêu lên, chúng tôi được biết đó nghe là được trích từ trong cái quyển năm, tất nhiên là cái quyển Phiến Thiện. Mà quyển Phiến Thiện này đó là Đức Thầy viết năm Tân Tỵ năm 1941, cô bác anh em trong đạo, và có tất cả là 776 câu mà đồng đạo chỉ trích ra trong đó 4 câu cho chúng tôi bàn. Thôi chứ quý vị, vậy thì bây giờ trong 4 câu đó là mau thức tỉnh tu thân kẻo trệ, đến tội rồi mới hối muộn màng, chi cho bằng ta sớm lo toan, gìn giới lực nghe kinh trọng Phật. Thôi chứ quý vị, vậy thì bây giờ Đức Thầy bảo cho chúng ta mau thức tỉnh tu thân, cô bác anh em trong đạo. Vậy thì bây giờ đồng đạo của chúng ta bây giờ cũng thức rồi nè, phải mấy cô? Thức hết rồi. Có thức mới giác ngộ, có thức mới tu, có thức mới quy y, có thức mới đi niệm Phật, có thức mới đi đám làm tuần, có thức mới đi coi như là đi từ thiện xã hội. Vậy đó mà bây giờ Đức Thầy mới bảo cho chúng ta thức tỉnh mà phải tu thân, các bác anh em dùng đạo. Mà tu thân như thế nào? Bây giờ chúng ta coi như là thức tỉnh phải tu thân. Vậy thì bây giờ đồng đạo chúng ta bây giờ có tu thân chưa vậy hà? Thưa chưa quý vị, có chưa? Thưa các bác anh em chưa đồng đạo. Vậy thì bây giờ Đức Thầy mới kêu chúng ta mau thức tỉnh, tất nhiên là chúng ta phải sớm, sớm tu sớm thức tỉnh mới được, cô bác anh em dùng đạo. Sớm tu được sớm kề sen báo, sớm tu thì phiền não sớm tan, mau tu kẻo để muộn màng, vô thường chẳng đợi, thời gian không có chờ. Vậy cho nên bây giờ chúng ta phải sớm, thấy không? Mà trẻ bảo tu thì hẹn chờ có tuổi, mà già nói rằng chưa rỗi để tu, hết xuân rồi lại đến thu, cứ lần lựa mãi khi vào quách quan thôi. Tới chừng đó chúng ta tu kịp không, cô bác anh em dùng đạo? Vậy thì bây giờ là chúng ta không chịu mau thức tỉnh mà cứ chần chờ gì nữa, cô bác anh em dùng đạo, thấy không? Cho nên Đức Thầy mới kêu gọi cho chúng ta, hối thúc chúng ta coi như là nhiều lắm, cô bác anh em dùng đạo, là cái nào Đức Thầy cũng kêu chúng ta mau mau hết, thấy không? Sớm tỉnh ngộ lên đường giải thoát, lánh xa trường độ bát chớ chen chân, hoặc giả là có thiện căn sớm lại cửa thiền, câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc, cái nào cũng sớm hết, nghe không? Là chúng ta phải sớm thức tỉnh.
Vậy đó mà bây giờ chúng ta có thức nhưng mà chưa tỉnh. Các bác anh em dân đạo, quý vị mình thấy có nhiều khi trong cái giấc ngủ của chúng ta để hen thức, thức mà còn nằm lăn qua lộn lại, không có tỉnh. Cho nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết nhân sanh còn hỡi ngà ngà giấc sai, đúng không? Mà chúng ta thức rồi mà còn ngà ngà giấc sai. Cho nên bây giờ Đức Thầy mới kêu chúng ta phải thức tỉnh, là phải tính ngộ cô bác anh em trong đạo, đúng không? Nhưng mà tính ngộ để làm gì? Đây bây giờ qua câu này Đức Thầy mới bảo cho chúng ta phải sớm mau thức tỉnh tu thân cảo trệ. Vậy thì bây giờ đồng đạo của chúng ta là có thức tỉnh nhưng mà chưa có tu thân nhiều. Thôi bây giờ cái tu thân nó có nhiều cách lắm cô bác anh em trong đạo, có nhiều cách tu thân lắm. Nhưng mà chúng tôi chỉ bàn cùng quý vị có như là một mục thôi, một mục tu thân thôi. Vậy thì bây giờ tu thân cách sao cô bác anh em trong đạo? Cho nên Đức Thầy nói cho chúng ta biết việc tu thân thiện tính hẳn hờ. Còn sao nữa? Chừng quả đến e cho khó tránh. Cô bác anh em trong đạo, mà việc tu thân thiện tính hẳn hờ là chúng ta cứ hẳn hờ, có nghĩa là không có chịu để mà tu. Cô bác anh em trong đạo, mà chừng quả đến e cho khó tránh. Vậy thì bây giờ cái tu thân đó là cái gì mà bây giờ Đức Thầy bảo cho chúng ta phải tu thân này? Thôi mời cùng tất cả chư quý vị cùng với chúng tôi tham khảo qua cách tu thân nha. Chứ không phải tu thân mà trong khi đó cái kiểu tu là sửa thân, là cái thân mình cứ lo sửa cái thân mình không nghe. Cô bác anh em trong đạo, có nhiều người là cứ lo sửa thân, lo mãi lo o bế sửa sang, dồi mài cạo gọ, cưng nó, dưỡng nó, tích trữ cơm tiền cho nó ăn, kiếm tìm thân sắc cho nó vui, xây dựng cửa nhà để cho nó ở, rồi nó tu thân đó. Cô bác anh em trong đạo lo thân xác, dưỡng thân xác cho nó tốt mà nó tu thân. Còn cái tu thân này Đức Thầy bảo cho chúng ta việc tu thân thiện tính hẳn hờ, chừng quả đến e cho khó tránh. Vậy là tu thân đó là cái gì cô bác anh em trong đạo? Có thần ráng liệu lấy thân, mỗi mình thở khó phần mượn ai. Có mượn ai được không? Không có mượn ai thở tiếp mình được cái gì trơn trời á. Vậy thì bây giờ chúng ta tu thân bắt đầu là chúng ta phải lo cho cái thân này, nghe không? Ráng lo tu niệm nhờ mà thân sao. Vậy thì bây giờ chúng ta muốn tu thân đó là phải làm sao? Đây Đức Thầy cho chúng ta biết cách tu thân này. Đó là Đức Thầy cho chúng ta biết trách dân còn tiếc lụa the. Tiếc lắm, thấy không? Tiếc lụa the tất nhiên là tiếc của cải tài sản, nhà cửa, ruộng vườn và tiền bạc của mình. Mà trách dân còn tiếc lụa the, chẳng làm phước thiện, quả e đến mình liền, đúng không? Mà mình không chịu làm phước mà mình nói là tu thân là tu sao, tức cứ tiếc của mà mong có phước, thì phước làm sao có được cho mình? Không muốn tu mà lại muốn linh thì linh không thể nào sinh ra được. Còn như muốn cho mình có phước bố thí đi chứ tiếc đồng tiền. Còn muốn cho mình được linh thiêng thì là phải tu hiền chính chắn. Thú vật biết tu còn linh đặng, người thật tu chắc chắn nhiệm màu, phải dài công tu luyện cho lâu chứ lòng muốn cho ma không được. Xấu tu phải nằm lâu dưới nước mới thành rồng mới được trên mây. Còn người tu thì nhịn việc trần ái mới thành Phật ra ngoài sanh tử. Thú dữ biết xấu dữ lúc tu còn hết dữ. Người tu hung là phải bỏ hung, không vậy? Đã tu mà còn tánh hung sùng, sánh với loại thú cầm còn kém. Cô bác anh em nhân đạo, mình nói mình tu thân mà ai đụng tới thân mình chút bắt đầu là nã lửa trân trọng. Mà tu thân cái gì phải không? Cho nên bây giờ chúng ta tu thân tất nhiên ai nói gì đó nói, tất nhiên là cái thân này là tạm mượn. Cái thân này ví như là cái chiếc thuyền đi qua bể khổ, nơi bến giác khi thuyền đã đổ, người bước lên thuyền bỏ lại xong. Nếu còn người đang ở giữa dòng bỏ thuyền tất là không tới bến. Dùng thân chớ lòng không chấp mến, nếu mến thân mến đến sự đời sẽ làm cho các nghiệp không đợi tất phải bị luân hồi để trả. Cho nên bây giờ Đức Thầy mới nói qua câu này, việc tu thân là Đức Thầy bảo cho chúng ta làm phước mà thiện tính hẳn hờ. Có làm phước mới tránh khỏi tai nạn, phải không? Cho nên mẹ đấy con phước nhân căn bổn, khi tai nạn nên trốn vào đây, mà của tiền đừng bả việc xí xài, nên làm phước cái dành ngày mai hậu nè. Mà mình không chịu làm phước sau này làm sao được, phải không? Rồi Đức Thầy lại bảo cho chúng ta biết là những cái người nào mà làm phước sau này đó hen, là chúng ta tu thân sau này được Đức Thầy độ, phải không? Có không?
Đó, Đức Thầy mới nói khuyên người hữu phước giàu sang, ráng lo làm phước làm doan mới là. Đến lâm cảnh khổ có ta, tất nhiên là có thầy liền phải không? Đến lâm cảnh khổ có ta với lệnh Phật bà cứu vớt giùm cho. Vậy thì bây giờ ai làm phước đó, tất nhiên là đó, tất nhiên là sau này tất nhiên là chúng ta được Đức Thầy cứu. Mà đó là tu thân đó cô bác anh em chứ đồng đạo. Còn mình bây giờ mình nói tu thân mà mình cứ lo mình dưỡng cái thân không, thấy không? Rồi người ta coi như là khổ sở, mình không chịu giúp đỡ gì cho ai chân, mà nói tu thân là tu sao? Cô bác anh em nhân đạo, cái đó là vị kỷ, không, chứ không phải là tu thân. Mà ai còn cái tánh tình giữ kỷ, tất nhiên là bây giờ chúng ta chưa có tu thân được cái gì hết cô bác anh em chứ đồng đạo. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta muốn tu thân phải dẹp lòng nhân ngạ. Chúng ta muốn tu thân phải dẹp tánh tình ích kỷ cô bác anh em chứ đồng đạo. Dù người có ra công tu luyện mỗi ngày lo tụng niệm ba thời mà tánh tình ích kỷ không rời thì cũng khó về nơi cực lạc. Mà tánh ích kỷ dẫn đầu tham ác, thường làm cho thân thuộc phân ly tới bất trung, con lỗi đạo người bạn phản bạn, cũng vì ích kỷ cô bác anh em nhân đạo. Còn có biết bao trò quý mỹ cũng là do lòng ích kỷ mà ra không, phải không? Cho nên bây giờ nếu như chúng ta tu thân, bây giờ coi cái thân này là tạm mượn, cái thân này là tạm mượn trong thời gian để học hỏi, nên lo vừa chừng chẳng ích kỷ, chẳng ích kỷ mà vừa giúp ích cho đời, chừng bó sát thì có cái khác. Vậy thì bây giờ chúng ta nghĩ cái thân này là tạm mượn trong thời gian thôi, cho nên chúng ta không ích kỷ cô bác anh em nhân đạo. Rồi cuối cùng rồi thì bây giờ cái thân này cũng phải bỏ mà thôi cô bác anh em nhân đạo. Đó là cho nên quý vị mình nghe lại một đoạn này, chúng ta nghĩ như vậy, chúng ta coi như bây giờ có thể coi như là tiếc nuối cái thân này không em thôi cô bác anh em nhân đạo. Vậy thì bây giờ đó là thân người đó là như thể cái nhà, miệng là cửa cái, mắt là cửa hông, xương sống vốn thiệt đòn dông, tay chân kèo cột còn xương hông rưa mè, còn áo quần là cái đồ phủ che, trước sân là bụng, sau hè là lưng, da bọc tứ phía vách dần, lục phủ ngũ tạng làm buồn cốt xương, một mai đến số diêm vương, tử thần đến bách hết phương về nhà của bác anh em trần đạo. Lúc đó bây giờ chúng ta tiếc cái thân rồi, cuối cùng tử thần nó bắt rồi, là bây giờ chúng ta làm sao vậy được? Cho nên câu này Đức Thầy mới nói coi như là việc tu thân thiện tính thẫn thờ nè, rồi chừng quả đến, đúng không? Chừng quả đến e cho khó tránh. Tất nhiên là nếu mà chúng ta cứ tiếc cổ như vậy, không chịu làm phước, cái quả nó tới rồi làm sao chúng ta tránh được cô bác anh em chồng đạo, phải không? Vì vậy cho nên khi mà chúng ta đến chừng đó rồi, chúng ta ăn năn có kịp cô bác anh em chồng đạo. Đó là qua câu này mà được đồng đạo nêu lên đó cô bác anh em chứ đồng đạo. Tất nhiên là chúng ta phải sớm tu thân, mau thức tỉnh, tu thân kẻo trễ, mà đến tội rồi mới hối muộn màng. Vậy thì bây giờ đến tội đó làm sao cô bác anh em dùng đạo? Mà mình hối là muộn màng, vậy là đến tội nào? Vậy thì bây giờ quý vị mình được biết cái thân con người chúng ta còn phước là sống, hết phước là tiêu mạng. Giống như cái đèn có dầu là còn cháy, mà hết dầu là tắt, đúng không? Nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta biết là đấng là chốn âm ti ngô đầu mã diện, đang trong ngày tới số bắt hồn, cõi âm thần bệnh xá dịch ôm, chờ mãn phước ra tay bẻ họng cô bác anh em cho đồng đạo. Hết phước tiêu phải không? Thì bây giờ đến chỗ hết phước đó là tiêu, tất nhiên là đó là chúng ta coi như là đến tội rồi mới hối muộn màng. Mà khi đến tội đó là sao? Khi mà số vô thường đã tới, sinh ra muôn ngàn kinh hải thần trí hôn mê rất chiếu mến cõi đời cửa nhà con vợ mà không làm sao sống được nữa, nên lúc ấy kẻ phùng mang trợn mắt chắc lưỡi nghiến răng lăn lộn giật mình kêu than thảm thiết, như vậy là khổ sở là dừng nào, đó là đến tội, đúng không? Mà đến tội rồi coi như là quỷ vô thường đến bắt hết mong, chốn ngục hình bị ném vào trong, chừng đó dẫu hối không thể kịp, nghe không? Tới chừng đó bắt đầu là đưa xuống cái địa ngục rồi. Thì bây giờ Đức Thầy nói xuống diêm đình thấy tội hỏi ôi, đó mới biết có nơi địa ngục. Mà kỳ xá tội nay còn một lúc, sao không tu đặng có hưởng nhờ? Vậy thì bây giờ chúng ta đến tội rồi là mới hối nghe, là nó muộn rồi cô bác anh em trong đầu. Nó muộn rồi, rồi làm sao chúng ta coi như là tu kịp phải không? Thôi cô bác anh em trong đầu. Vậy thì bây giờ chúng ta sau khi mà chúng ta coi như là bị đọa mà rớt xuống rồi đó hen, gặp cái ông Trần Quảng Dương đó nghe,
ổng mới nói tiền đất ơi, tôi cho lên trên cái cõi trần đặng mà ráng lo tu, ráng lo làm phước, ráng lo làm lành mà đi lên, mà cái gì mà kiếm tôi hoài vậy, kiếm tôi làm chi nữa vậy, mà tới chừng gặp tôi lần này nữa rồi thì bây giờ từ đây trở về sau đó hen, là từ con người chúng ta bị hành hạ của bác anh em chứ đồng đạo, phải không? Cho nên cái người chết rồi đâu phải là im, còn tiếp tục chịu khiêm đau khổ rồi lăn lộn mãi ở trong mê lộ, phải gánh mang vô số cực hình. Bao nhiêu điều tội ác của mình nó đều biến ra thành địa ngục. Nào là chảo dầu sôi ùn ụt, nào là dầu lúc nhúc hai cơm, nào là rừng đao kiếm lơm chơm, nào núi lửa phần phần cháy. Ác thú có biết bao nhiêu loại, yêu tinh không còn thiếu mặt nào, đích bàn trong đầu chậu máu đào, đủ thứ quỷ đầu trâu mặt ngựa. Con thì vác cái búa to ra bữa, con thì đem cây chĩa đến đâm, con thì vác dao lớn đến bầm, con cố xé ra làm hai thỏi, con móc mắt con lo cắt lưỡi, con rút gân con thẻo lột da, cánh hải hùng không chỗ hở ra, còn nhiều nữa khó mà kể hết. Khổ khi sống, khổ trong lúc chết, mà khổ linh hồn, khổ xác thân trần, chúng sanh luôn chịu khổ không dừng cũng vì bởi nguyên nhân tội ác của bác anh em trong đạo. Đó là đến tội rồi, đến tội rồi mới hối muộn màng. Là bây giờ chúng ta coi như là đến tội làm sao mà chúng ta hối kịp, phải không? À, chính vì hối không kịp cho nên Đức Thầy mới nói qua hai câu sau: chi cho bằng, ta sớm lo toàn, dình với luật, nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đại chờ. Vậy thì không có cái chi bằng hết trơn trời á. Không có cái chi bằng, tất nhiên là chúng ta dình với luật, nghe kinh trọng Phật, là hằng ngày chúng ta cúng lại, ăn chay niệm Phật, làm lành bố thí nhẫn nhục và tất cả những việc làm của Đức Thầy đã chỉ dạy. Đó là qua câu giảng của Đức Thầy, dình với lực nghe kinh trọng Phật, rồi đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đã chờ cô bác anh em trong đạo. Nói không? Thì cõi Tây Phương chư Phật đã chờ, thì bây giờ ở bên cõi Tây Phương chư Phật lúc nào cũng đang chờ mình ha. Ở bên Tây Phương lúc nào coi như là ông Phật A-di-đà cũng đang chờ mình. Mà Đức Thầy cho chúng ta biết A-di-đà nhìn xem khắp cõi, đặng trông chờ, mong mọi chúng sanh hiện hào quang, ngũ sắc hiện lành, đặng tìm kiếm những người hiền đức. Tây Phương đua nở hoa liên, chờ chờ người hữu phước thiện duyên từ hòa. Ao sen báo Tây Phương đua nở, chờ chờ chúng sanh niệm Phật chí tâm. Nên Đức Thầy mới bảo cho chúng ta nhiều chỗ, nhiều chỗ ông Phật A Di Đà đang chờ mình của bác anh em chân đạo. Đó là đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đã chờ. Như vậy là ông A Di Đà Phật đang chờ mình ở bên cõi cực lạc, cõi trần. Tiếng Phật niệm lên mười phương chư Phật nghe rền như chuông. Nếu ai tinh tấn niệm luôn, ao sen thất bảo tròn vuông nở phình. Còn như gốc thiện chẳng dình, bông sen kia lại thình lình héo ngay. Còn ai trì giới giữ chay, đều bông sen kia lại ngày ngày đẹp tươi của bác anh em chân đạo. Đó là trì giới giữ chay. Mà chúng ta được như vậy, tất nhiên là ở bên cõi Tây Phương bây giờ ông Phật đang chờ mình của bác anh em chân đạo. Mà nếu như ở bên cõi Tây Phương mà ông Phật chờ mình mà không chịu về bển, thì bây giờ chúng âm ti ngưu đầu má diễn thì đang trong ngày tới số bất hồn, thì cõi âm thần bệnh xá dịch ông cũng chờ nữa. Ông cũng chờ, nhưng mà chờ mãn phước ra tay bẻ họng của bác anh em chân đạo, nó cũng chờ. Vậy thì bây giờ chúng ta phải cố gắng làm sao để cho ông Phật chờ mình, ông Bôn Dương chờ mình, Đức Thầy chờ mình của bác anh em chung đạo, để mà đến phút lâm chung cuối cùng bây giờ được Đức Phật A Di Đà để rước mình giảng sanh về thế giới cực lạc. Cái chỗ đó là cái chỗ mong muốn của bác anh em chung đạo. Đó. Vậy thì qua bốn câu giảng mà được đồng đạo nêu lên trong cái bài khuyến thiệt mà Đức Thầy đã cân nhắc cho chúng ta là mau thức tỉnh, tất nhiên là chúng ta phải sớm tu mới được của bác anh em chung đạo. Chứ còn chúng ta cứ lần lựa, cứ dần dừa mà không chịu quyết định để mà tu rồi đó hen, thì đến cái phút lâm chung cuối cùng là tử thần mà đến bắt rồi đó hen, là chúng ta làm sao mà chúng ta tu kịp của bác anh em chung đạo. Đó tất nhiên là qua cái lời cảnh giác của Đức Thầy, mau thức tỉnh tu thân kẹo trệ, đến tội rồi mới hối muộn màng, chứ cho bàn tay sớm lo toan, nhìn với lực nghe kinh trọng Phật, đến lâm chung quả lành đâu mất, cõi Tây Phương chư Phật đợi chờ. Đó tất nhiên là Đức Thầy muốn mong mỏi cho tất cả các chúng sinh cũng như tất cả tín đồ Phật giáo Hòa Hảo chúng ta hãy ráng tu, ráng hành để sau này coi như là chúng ta xem là được giữ trong cái ngày mà cuối cùng rồi chúng ta được giảng sanh thế giới cực lạc. Đó là Đức Thầy mơ ước, ước trăm họ nhẹ mình có cánh đồng bay về cực lạc một đàn. Các bác anh em nhân đạo, đến đây tôi giúp đề tài. Nam Mô A Di Đà Phật.